Dạ, xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Xin chúc cô chú anh chị mình xem clip hôm nay thật là vui và chọn được cây ưng ý luôn ạ. Hôm nay thì em có mặt tại chợ Lách Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của chị Cẩm Loan. Chợ chị Cẩm Loan thì cũng có một số cây cúc Phượng Thanh Trân hết cô chú anh chị. Cúc Thọ Hương, dảo Thủ Đức, dảo Thơm, đại lộc đủ loại luôn với cô chú nha. Dạ đa số là cúc Thọ Hương hết cô chú anh chị, số lượng rất là nhiều. Cô chú anh chị mình cần sỉ lẻ liên hệ trực tiếp với nhà vườn giúp em ha. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của vườn chị Cẩm Loan luôn ạ. Bà chủ ơi. Rồi em chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai để mình lấy bo làm giống nha. Chứ mình chơi Tết 2023 ha. Em giới thiệu với cô chú anh chị mình một số mai mini ha. Gốc nhớt em ghép một mùa ha. Thì em giao lưu là 5 cây này 400 ha. Còn hiện tại em có rất là nhiều loại giống cô chú anh chị mình á. Nếu mà mua 10 cây thì em sẽ tặng 1 cây ha. Mua 10 tặng 1 nha cô chú anh chị. Mua 10 tặng 1. Hiện tại là 5 cây. Là, 5 này làm cây em ghép là mới có một mùa thôi ha. Dạ, giống mai gì thì nhưng mà vẫn có nút nụ để mình chơi Tết hết nha cô chú nha. Này là bạch mai, bạch mai Mỹ, này hoa hồng. Hoa hồng có nút nụ luôn nha. Rồi, bên đây là cái này cam đó bà chủ. Nào. Cái cúc cam. Cái này hả? Cái cúc hai tầng. Cúc hai tầng. Này cúc hoa hồng. Cái này cúc dạng của này cây dạng phúc. Cúc dạng phúc á cô chú. Cúc dạng phúc. Cây này là cúc để đó. Rồi cây nào cũng được xử lý rễ hết trơn cô chú chị nha. Rồi gốc thì khoảng bằng ngón tay út thôi nha cô chú nha. Gốc thì khoảng bằng ngón tay út thôi nha. Rồi. Chiều cao cây cúc để đó được 36. Chiều cao dạng phúc được là 29. Bạch mai Mỹ cao được 25. Cúc hoa hồng mình cao được 30. Cúc hai tầng mình cao được 24 ha. Combo 5 cây 5 giống em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400. Em bao ship. Dạ rồi, 400 nha cô chú anh chị. Đủ loại giống, hai cây nào cũng được xử lý rễ đẹp hết nha cô chú. Rồi em đỡ luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 2. 2K. Cũng là mình giao lưu combo luôn nha cô chú anh chị. Không nghĩ. Hoa hồng. 2K. Cây này không phải để đó. Cây này bán cây cái này. Rồi, mã số 2K nha, là combo cũng 5 giống nha cô chú nha. Gồm có Thọ Hương, Đại Đó, Hoa Hồng Thanh Tú, Không Nhị với Bạch Mai Thái. Dạ. Cây này là em ghép hai mùa gần liền rồi nè. Rồi bên đây cúc Đại Đó. Cây này cúc hoa hồng quá trời cái đế luôn á. Mấy cây này cũng gần liền rồi nè. Rồi bên đây là vườn huyết long cúc Không Nhiệt. Cây nào cũng quấn rễ đẹp, rễ đẹp hết nha cô chú nha. Có bạch mai là có nút nụ nhiều luôn nha cô chú chị. Rễ đẹp. Mấy cây này mini nhưng mà có bông mình chơi Tết hết rồi nha cô chú nha. Không Nhiệt cũng có bông rất là nhiều. Tàn xum xê luôn. Thọ Hương mình cao được 43 nha. Bạch mai mình cao được 23. Không Nhị mình cao được 39. Đại Đó mình cao được 43. Hoa Hồng Thanh Tú mình cao được 46. Combo 2K 5 giống ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Dạ rồi 500 nghìn nha cô chú anh chị. Mình mua 10 tặng 1 luôn hả bà chủ? Dạ. Rồi cô chú anh chị mình mua số lượng giống thì liên hệ với số điện thoại vườn chị Loan ha. Và hẹn gặp luôn. Mã số 3 là mà dảo tự sắn ha. Cái này là gốc nhớt liền cốt rồi nha cô chú nha. Nút nụ thì quá chừng luôn. Sắn là sắn khít ha. Dạ. Nó liền luôn rồi cô chú. Chọc ghép liền luôn ha cô chú ha. Chút xíu nữa là liền ha. Sắn là sắn khít đổ xuống nhìn về cô chú anh chị mình vô cái chậu trắng cao cao, chân cao cao ha. Nó đổ xuống đẹp lắm nha cô chú nha. Ngốc nó khoảng bằng ngón tay út thôi nha cô chú nha. Chiều cao nó được 50. Tán ngang của cây được 32.
Dạ, từ sáng 3K ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 em bao ship. Dạ, 400 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi. Và mã số 4K. Một cây cúc thọ hương, gốc nhớt liền cốt nha cô chú nha. Rồi, cái này tàn chi đều hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Có nút nụ kia mình chơi Tết hết rồi nha cô chú nha. Trời, em xin thông số luôn ha. Cái hoành chắc cỡ 45 mà. Hoành được 5,5. Chiều cao là 52. Tán ngang là 41. Cây thọ hương ha, mã số 4K. Gốc nhớt liền cốt em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 em bao phí ship. Dạ rồi, 400 ngàn. Cúc Phượng Thanh Trân nha cô chú nha. Dạ, mã số 5K nha cô chú anh chị, Cúc Phượng Thanh Trân. Cây này về cô chú anh chị mình lấy bo sưu tầm giống được rất là nhiều bo luôn ha. Cây này cả trăm bo luôn á cô chú anh chị. Cũng đang có ôm nút nụ kim hết trơn nha cô chú. Phượng Thanh Trân này mình bông chùm thì với bông chuỗi thì 50-50 nha cô chú nha. Không có toàn bộ là chuỗi hết nha cô chú nha. Nó càng vào mùa thì chuỗi nó càng nhiều nha cô chú nha. Dạ, đế thì nó gom một củ luôn nha cô chú chị. Rồi, em xin thông số nha. Hoành là 21. Hoành cũ là 40. Chiều cao là 1m01. Tán ngang là 72. Phượng Thanh Trân hen, mã số 5K. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,8 triệu em bao ship. Dạ, 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Cũng là một cây cúc Phượng Thanh Trân luôn nha cô chú nha. Dạ, mã số 6K ghép với phôi mai vàng thân rất lượng đế gom cũ nha cô chú anh chị. Có nút nụ rất là nhiều, Tết này mình sẽ có mặt bông coi luôn nha cô chú nha. Rồi, cứ phụ hình trang rất là dễ làm bông á cô chú, chị quá trời rất dụ luôn ha. Mẫu mỏi nắp lá luôn. Hoành là 17. Dạ. Chiều cao là 86. Tán ngang là 79. Cúc Phượng Thanh Trân ha, mã số 6K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu em bao ship. Dạ rồi, 1,7 triệu nha cô chú anh chị. Cây thì thân này lắc đế mà nó gom củ luôn ha. Dạ. Dạ, tiếp theo là cây mã số 7. 7K. Và cũng là một cây cúc Phượng Thanh Trân luôn. Dạ, cây này đã vô dây chỉnh sửa hôm tàn thông luôn rồi biết cô chú nha. Có nút nụ kim hết rồi nha cô chú. Cái này vô nụ cũng khá là nhiều nha cô chú chị nha. À, mình ghép nhiều bo kính tàn nha cô chú, thân lắc đế nó gom cũ luôn ạ. Dạ rồi. Hoành là 20. Hoành cũ là 34. Chiều cao là 92. Tán ngang là 64. Cây Phượng Thanh Trân hen, mã số 7K, giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 1,7 triệu em bao ship luôn. Dạ, 1,7 triệu nha với cô chú anh chị. Rồi, cây càng thông lớn đẹp ha, cái này là mình lấy cả trăm bo nha với cô chú. Nút nụ rất là nhiều nha cô chú nha, mỗi nắp lá luôn. Dạ. Rồi. Dạ, mã số 8K. Rồi, một cây cúc thọ hương luôn. Cô chú anh chị. Cái này là dán trực phơm tàn thông luôn ha. Thọ hương cây khỏe sạch bệnh luôn nha cô chú nha. Dạ. Cây này tàn ấm tàn có nốt nụ luôn rồi nha cô chú chị. Cây này Tết mình có bông chơi ha. Lá cây to khỏe, lá to thiệt to luôn ha. Đế đẹp luôn. Hoành là 17. Chiều cao là 1m. Tán ngang nó được là 90. Cây thọ hương ha, mã số là 8K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu em bao phí ship. Dạ, 1,7 triệu nha cô chú anh chị. Tàn ấm tàn mà có nút nụ để mình chơi Tết luôn nha. Rồi, rồi tiếp theo là mã số 9. Năm cây cúc thọ hương. Cũng là phơm tàn thông luôn quý cô chú anh chị ha. Mình ghép với phơm mai vàng mà thân lắc lượng luôn nha. Tàn thì ấm tàn hết trơn nha cô chú anh chị.
nút nụ kia thì có vô hết trơn hết cô chú. Rồi, đế là một củ đặc luôn à. Rồi, em xin đọc số nha. Quanh là 19. Hoành đế là 41. Chiều cao là 1m08. Tán ngang là 72. Cây thọ hương hang mã số 9K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.8 triệu, em bao phí ship. Dạ rồi, 1.8 triệu nha mấy cô chú anh chị. Dạ, mã số 10K cô chú. Mã số 10K là cũng là một cúc thọ hoang. Cái phô mai tàn luôn nha cô chú nha. Tàn kính luôn á. Cây cao khoảng 1m5, 1m6 nha cô chú nha. Chọc ghép là bự bự hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi nút nụ là kẹo nụ luôn cô chú chị, mọi nút lá luôn nha. Rồi cúc thọ hương ghép phong mai tàn nha cô chú anh chị. Hoành là 16. Chiều cao là 1m6 nha cô chú. Ô, tán ngang nó nhiều trời. Tán ngang 1m17. Thọ hương nha, mã số 10K. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.3 triệu, em bao ship. Dạ, 3.3 triệu nha cô chú anh chị. Cây này cây này tàn thông rất là lớn nha cô chú nha. Kính tàn luôn nha. Dạ, mã số 11K nha cô chú anh chị. Vào cây cúc thọ hương. Rồi, một cây ghép gốc nhớt liền cốt hả cô chú anh chị. Cây này già hết rồi, nút nụ quá trời luôn. Cây này em nuôi 4 mùa rồi cô chú. Trời, đế dễ thương lắm luôn nha. À, em xin thông số luôn nha. Hoành là 9. Tổng hoành đế là 20. Chiều cao là 66. Tán ngang là 71. Thọ hương hang mã số 11K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650, em bao ship. Dạ rồi. Mã số 12K nha cô chú anh chị. Nào cây cúc thọ hương luôn. Rồi cái này thì form lùng liền đi hết cô chú anh chị, cái tàn tròn do luôn nha. Này tàn rất là đẹp nha cô chú nha. Cái này Tết là có bông rất là nhiều nha. Nụ kia mỗi nắp lá luôn nè. Còn đây em ghép toàn hả là liền à, chút xíu này nữa là kéo liền mà cắt hết rồi nha cô chú nha. Này em ghép hồi gốc nó hơi lớn nên nó chưa có liền. Hoành là 8.5. Đế thì cũng nôm đẹp hết nha cô chú. Tổng là được 17. Chiều cao là 67. Tán ngang là 60. Thọ hương ngang mã số 12K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650, em bao ship. Dạ rồi, 650 ngàn. Mã số 13K. Chú ơi ạ. Dạ, một cặp cúc thọ hương luôn nha cô chú. Cặp cúc thọ hương ha. Về mình thay cái chậu mình để bàn rất là đẹp luôn nha cô chú nha. Có nút nụ rất là nhiều luôn. Nó có một số hoa gió ha. Về cô chú anh chị mình ha, bấm bông như chỗ này bỏ là nó sẽ lên tược ha. Quá trời luôn cô chú chị nhỏ nhỏ nè, còn rất là nhiều. Cây nào cũng nhớ móc nhớt liền cốt nha mấy cô chú. Rồi em xin đầu số luôn nha. Quanh là 7. Chiều cao là 43. Tán ngang là 42. Cây bên này cao là 50. Tán ngang là 38. Hoành là 6. Cặp thọ hương hang mã số 13K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao ship. Dạ rồi. Rồi mã số 14. Cúc thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Cái này nhỏ gọn nhưng mà đế dễ thương lắm luôn nha cô chú. Nó liền luôn rồi nha cô chú anh chị. Có nốt nụ chơi tết luôn nha. Cái này em ghép gốc nhớ liền tốt rồi.
Hoành là 8. Chiều cao là 51. Tán ngang là 55. Thọ hương ngang mã số 14K. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 em bao ship. Dạ rồi, 450 thôi cô chú anh chị nha. Rồi mã số 15K. 15K là một cây cúc vua nha cô chú. Dạ. Cúc vua. Cúc vua cây đang có nút nụ no tròn luôn đó cô chú. Có cái bông. Con cúc vua cũng bự lắm nha cô chú, hai này để nắng nó héo rồi ha cô chú nha. Con cúc vua là 40-50 cánh ha. Rồi em xin số nha. Hoành là 13,5. Chiều cao là 76. Tán ngang là 85. Cây cúc vua mã số là 15K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Dạ 600 nha cô chú anh chị. Rồi vừa chơi Tết được, vừa lấy ro được rất là nhiều luôn nha. Dạ rồi mã số 16K nha quý cô chú nha. Làm cây cúc thọ hương. Này mình nhét cũng ấm tàn hết, bo già nha cô chú anh chị, nó nút nụ là có hết trơn nha. Rồi dáng nó hơi siêu siêu. Em xin năm số luôn nha. Hoành là 13. Dạ, 13. Chiều cao là 83. Tán ngang là 68. Cây thọ hương ngang mã số là 16K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Dạ 600 đi cô chú anh chị. À, mã số 17K. 17K là một cái cúc lá gai. Cúc là cúc lá gai hết cô chú anh chị, cây này à. Dạ đẹp lắm luôn rồi nha, nút nụ thì bao la luôn á cô chú. Thế đẹp luôn nha cô chú nha. Cây này em ghép già mùa lắm rồi, Tết mình có bông chơi nha cô chú. Rồi em xin thông số luôn nha. Hoành là 17. Chiều cao là 93. Tán ngang là 94. Cúc lá gai hang mã số 17K. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu em bao ship. Rồi 1,6 triệu một cây cúc lá gai nha cô chú. Cây này về mình thấy bo làm giống rất là nhiều nha cô chú nha. Bông cúc lá gai cũng là mặt bông rất là lớn nha, 24-36 cánh mà mặt bông lớn lắm nha cô chú nha. Khoảng 5 phân nữa nha. Dạ. 18K. Nào cây cúc đại đó. Dạ cúc đại đó. Ghép thôi mang gì hay lắm luôn quý cô chú anh chị nè. Cây này ghép bo già bo lớn luôn cô chú anh chị ha. Có mặt bông không cô chú? Có mặt bông phơi nắng héo à. Dạ. Còn nụ rất là nhiều nha cô chú nha. Đế thì đẹp luôn. Rồi đế này nó gôn cũ luôn đó. Rồi em xin thông số luôn ha. Hoành là 20. Rồi. Hoành tổng hoành cũ là 20, 33. Chiều cao là 99. Tán ngang là 80. Cây cúc đại đó hang mã số là 18K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,8 triệu em bao ship. Dạ 1,8 triệu nha cô chú chị. 19. 20 mà. 19. Vừa vậy. 19 là một cây cúc họ hương. Rồi. Cây này em thả tàn tự nhiên nha cô chú nha. Mày vô dây chỉnh sửa này là tàn rất là đẹp luôn. Mất độ là có. Em ghép cây này được 3 mùa rồi. Chột ghép cái tên này nó gần liền mặt cắt luôn rồi nè. Tàn tùm luôn ha. Nó nhỏ nhưng mà thân lắc rồi đế khéo đó cô chú anh chị. Nút nụ thì quá chừng. Hoành là 10. Chiều cao là 87. Tán ngang là 81.
cây họ Hương hen, mã số 19K, anh giao lưu với cô chú anh chị mình là 900, em bao ship. Dạ rồi, 900 nghìn. Mã số 20K nha cô chú anh chị. 20K. Rồi, cái này thả tan tự nhiên mà ấm tan luôn rồi nha quý cô chú. Nào, cây cốt họ Hương. Cái này mình ghép được 5-8 bo nha cô chú anh chị. Ghép được 8 bo, cây cũng đang vô nước nụ luôn nha. Cây này là Tết mình có bông chơi hết rồi nha cô chú. Hoành là 18. Dạ, 18 bình. Chiều cao là 82. Tán ngang là 77. Thỏ Hương ha, mã số là 20K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao ship. Dạ rồi, 700 ngàn. Mã số 20K. 21K. Là một cây thỏ Hương. Cây này trực phơm tàn thông luôn quý cô chú anh chị nha. Đế nở luôn nha cô chú nha, cụ đế bự luôn. Dạ, mình ghép là tàn ấm tàn hết trơn rồi nha cô chú. Nụ nút thì mở nách lá luôn cô chú anh chị mình yên tâm về chi tết nha. Trời, đế nở luôn nè. Cụ đế luôn, cụ đế đặc luôn á. Hoành là 16. Chiều cao là 95. Tán ngang là 83. Cây thỏ Hương ha, mã số là 21K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900, em bao ship. Dạ 900 ngàn nha cô chú anh chị, 21K. 22K. Là một cây cúc thỏ Hương. Dạ, ghép được 3 bo lớn thiệt là lớn luôn nha cô chú nha. Vô tàn thông hết ha. Thôi khi mà tàn chi ấm tàn luôn nha. Mình không bẻ rồi xuống về. Rồi đế là nguyên một bể đế. Dáng hơi xiên xiên ha. Hoành là 22. Tổng hoành đế được 54. Chiều cao là 80. Tán ngang là 88. Cây thọ Hương ha, mã số là 22K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu. Dạ 1 triệu chẳng nha cô chú anh chị, mã số 22K. Bao ship. Là một cây cúc thọ Hương luôn. Em ghép một bo nhưng mà tàn rất là nhiều nha cô chú nha. Dạ một bo là bo già cô chú anh chị nha. Đang ôm hết cũng luôn à. Dạ một bo. À. Đế là một củ đế rễ đầy miệng chậu luôn ha. Hoành là 12. Chiều cao là 77. Tán ngang là 78. Cây thọ Hương ha, mã số là 23K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700. Dạ 700 nha cô chú anh chị, mã số 23K. 24K. Rồi 24K phơm tàn thông dán trực luôn nha cô chú anh chị. Đây này là có nách lá xích dịch luôn ha, nút nụ kim luôn có nha cô chú anh chị. Đế nở luôn à. Hoành là 14. Hoành 14 nha cô chú. Chiều cao là 91. Tán ngang là 61. Cây thọ Hương ha, mã số là 24K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao ship. Dạ 700 ngàn. Cây này của rồi, mã số 25K nha cô chú. 25K. Một em cúc thọ Hương già mùa luôn nha cô chú nha. Một cây cúc thọ Hương luôn. Cái này là nó liền luôn rồi quý cô chú. Mà em thả tàn tự nhiên, em không có vô dây nha cô chú ha. Nút nụ thì quá trời luôn, cây rất là già mùa luôn. Cây này xe bông là không thấy nhánh luôn nha cô chú anh chị. Đế là có đế luôn nha. Cây này già mùa mới liền chọc ghép lên đây là liền luôn rồi nè cô chú. Không còn thấy mắt ghép luôn. Hoành là 9. Chiều cao là 88.
tán ngang là 1m1. Cây họ Hương ha, mã số là 25K, anh giao lưu cô chú anh chị mình là 800 em bao ship. 800. 26. Đó, cây cúc họ Hương. Dạ, cúc họ Hương ghép với phôi mai vàng đế cũ nha cô chú anh chị. Cây này quá trời cái tàn luôn, mà kính tàn rồi. Nút nụ thì quá trời luôn nha cô chú nha. Dạ, nút nụ là kẹo kẹo. Rồi, nguyên một củ đặc luôn nha. Ghế một củ đẹp luôn. Hoành là 22. Tổng hoành đế mình được là 50. Chiều cao là 96. Tán ngang là 76. Cây họ Hương hen, mã số 26K, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 em bao ship. Dạ 1.900.000 nha cô chú. Rồi. Rồi cũng là cây cuối clip của em. Cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết clip em. Em rất chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.